Nên phải lên chào ôn yêu với lông cho lắm. Tôi lấy áo chào. Ok, thì ở lúc của ông nhân trên này xuống lúc trên đó. Xây nè bì ở á lâu với sạp bì ở chỗ giá mẹ. Ở trên ngó, lù ở xây có. Nhà ấy xây nè bì ở chỗ giá mẹ. Ở bộ nhà lâu lâu rồi thì lâu mà ông nhân mà mà hầu. Nó là một con con bèo dê rồi. Bà sợ, bây giờ là nhà ấy xì em. Giờ cá tất cả nhà này mà đã bảo hóa tất khu lông. Lù tế yêu em bảo hóa tất khu lông bộ giảm phố ra lý. Cô mà hầu đến lù tế yêu mà xa huyền bì ở nhà ra phía đẹp rồi. Em nhái lụa đẹp, ở vô sáu bài tiêu xong bài xinh thì xinh thả con lụa em nhái lụa đẹp rồi. Tâm mà chết trên này xinh tức khu lên này rồi. Thì nó gà đẹp nguyên lụa mình nhau. Nào đã lỗ bài mà yếu nào, ở trên sát sản yếu bài mà ở đá media rồi xì mẹ, bây giờ đuổi xì mẹ rồi. Em nhái thấy khám mù rồi, em nhái xì xếp phí xì mù rồi, em nhái xì đá rồi lấy ăn tương này một lụa rồi. Tại kê bố hoa yếu ổn nếp biểu mà thì lô cổ lâu này nè xuất khá chả mà thì lô cổ dưới trẻ đá cao nè lưu tâm rồi dùng chì ạ. Bác sợ bố nhà lô lên nè thì lô gặp bê rô mập chì mà mà hầu. Phía yên nào mà khá nào bê giá lên mẹ. Ai bố mà ta giá toàn nè bố sợ bí chì mà mà hầu. Cô bố cô tì biểu cô bà lùm yếu xin nè mà lê xuất khá cô dưới trẻ đá bố lù rè lưu tâm rồi chê nè. Tại kê nếp biểu anh tâm hồn xa biểu đá mà nhìn này biểu hiện, cô cô cũng mà thấy biểu hiện. Sao biểu tâm hồn sao vậy nên hòa lệ ta, sao cái này mà biểu, à ta lấy chỗ này bà biểu lúc biểu mình mất đi cháu, à đi nhà thờ, biểu cô hòa lệ, ai cô sao biểu chỉ lo cái này sao mình này chơi mà, ai xí này chỉ lo đóng công công như này xua cả, tâm hồn quay cho biểu, bà miền nam này làm lại, miền nam này nên là ngã lại xin anh này, à luôn biểu được biểu khen anh này thờ, ta làm mất sao, bỏ đi xuống này. Mấy mà lại mà sao lại sao nào vậy? Em nhái bốc khách khen à đấy, tại mẹ cô ạ, cô phòng dân này về cô, ở đại lý trên sài mi ở chỗ ra lại để sinh này để bảo ông này biểu tiền lúc mà ở chỗ ra lại để khai trả đại lý được không trả lại, ấy được bố, cho ba phòng dân phía mẹ xua ra chết, à thì cả sài gòn nó chỗ ra trên này sài gòn.